Chào anh em, mình bên trại chó Lucky nha. Hôm nay trại chó Lucky có chuyển một bé về dưới Bến Tre, bé Rottweiler 80 ngày tuổi về dưới Bến Tre cho bạn Hải Phan. Thì đây là bé đi, trong tình trạng rất là khỏe mạnh. Mình sẽ trước khi về thì bên mình luôn luôn test bệnh, thì bây giờ mình sẽ tiến hành test Paco cho bé để xem cái bé có bệnh hay không, thì an toàn rồi bắt đầu mình mới cho về dưới. Thì bây giờ mình chuẩn bị là lấy cái mẫu bệnh này, mẫu bệnh từ bé ha, trực tiếp từ bé để test, rồi sau đó gửi video cho bạn Hải để bạn an tâm, rồi lúc đó mình mới chuyển về nhà mới cho bạn nha. Đó, bạn đã thanh toán đầy đủ cho bên trại mình rồi. Rồi, bên mình chuẩn bị lấy cái mẫu bệnh.